Suy niệm Chúa Nhật thứ 22 mùa thường niên năm A Bài của Linh Mục Ignacio Trần Nga Đầu tư cho cuộc sống mai sau Đầu tư không đúng chỗ Hầu như mọi hoạt động, mọi nỗ lực của nhiều người đều quy về việc củng cố, đầu tư cho thân xác Cho cuộc đời tạm thời vắng bỏi của mình Người ta dành trọn 24 giờ mỗi ngày để chăm lo cho thân xác, giờ ăn, giờ ngủ, giờ giải trí vui chơi, giờ làm việc nuôi thân xác và cứ thế cho đến mãn đời. Bao nhiêu thời gian, công sức, tiền của, tài năng, trí tuệ, nghị lực đều được dốc ra để đầu tư cho thân xác, cho cuộc sống tạm bỡ đời này. Để rồi đến lúc cuối đời, người ta thu hoạch được một nắm xương hay chỉ là một lọ tro tàn sau khi thiêu xác nhưng làm sao để tránh khỏi kết cục bi thảm này làm cách nào để đạt tới một thành quả tươi sáng hơn đầu tư cho đời sống mai sau qua tin mừng hôm nay chúa giêsu đề nghị một giải pháp khôn ngoan ngày dạy chúng ta đầu tư đúng hướng để được hưởng lợi nhuận vững bền đó là đầu tư cho đời sống mai sau bằng cách từ bỏ mình và vác thập giá. Ngài nói, ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Mất theo chương 16 câu 24. Từ bỏ chính mình tức là đừng dùng tất cả mọi vốn liếng ta có để vun đắp cho cuộc sống đời này, không dành toàn bộ công sức, thời gian, tài năng, trí tuệ để phụng sự thân xác. Vác thập giá mình là chấp nhận hy sinh là khước từ những đam mê tội lỗi để dành thời giờ và khả năng để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Sở dĩ Chúa Giêsu dạy như thế là vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Chúa thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Mắc theo chương 16 câu 26 Thánh Francisco Xavier lúc còn thanh xuân muốn đầu tư hết tài năng, sức lực để chiếm hữu địa vị, xã hội và văn hoa thế gian. May thay Thiên Chúa đã gửi đến cho anh người bạn tốt, đó là Thánh Ignacio. Ignacio thường dùng lời vàng Chúa dạy hôm nay để nhắc nhở Francisco nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì ánh sáng của lời chúa đã lé lên trong tâm hồn chàng trai để tham vọng trần thế và đã xoay chuyển cuộc đời anh francisco không còn theo đuổi phù dâu ảo ảnh đời này để dấn thân không mệt mỏi vào những vùng đất xa xôi chinh phục các linh hồn cho thiên chúa nên đã được hạnh phúc vinh hiển muôn đời lạy chúa Giêsu xin cho lửa thánh linh soi chiếu tâm hồn để chúng con nhận ra rằng con người gồm cả hồn lẫn xác thân xác này nay còn mai mất và rốt cục chỉ còn là tro bụi thì chỉ cần đầu tư vừa phải còn linh hồn trường tồn bất diệt thì phải đầu tư cho hồn nhiều lần hơn để mai sau được hưởng vinh phúc muôn đời với chúa amen bài của linh mục ignacio trần ngà